Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bản hùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, cùng Bí ẩn sự Việt khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí ẩn sự Việt để đón xem clip mỗi tuần. Năm, công chúa Huyền Trân tư thông với Trần Khắc Trung. Công chúa Huyền Trân sinh năm 1287 là con gái của vua Trần Nhân Tông và em gái vua Trần Anh Tông. Năm 1306, vua Chế Mân dâng hai châu Ô, Lý, Nam Quảng Trị và Thừa Thiên Huế ngày nay cho nhà Trần làm của hồi môn để lấy Huyền Trân. Vua Trần đã đồng ý gả công chúa. Về Chiêm Thành, Huyền Trân được phong làm hoàng hậu. Một năm sau, bà sinh cho Chế Mân một hoàng tử đặt tên là Chế Đa Đa. Ít lâu sau, Chế Mân băng hà, nhà Chiêm sai sứ sang Đại Việt báo tang. Theo tục lệ Chiêm Thành, khi vua chết, hoàng hậu phải lên sàn hỏa thiêu để chết theo. Vua Trần Anh Tông biết điều này, bèn sai Trần Khắc Trung vờ sang viếng tang rồi tìm cách cứu Huyền Trân. Trần Khắc Trung đã bày kế thành công và cứu được Huyền Trân, đưa công chúa về Đại Việt bằng đường biển. Theo một số nguồn sử liệu, cuộc hành trình về nước của công chúa Huyền Trân đã kéo dài tới một năm và bà đã tư thông với Trần Khắc Trung trong khoảng thời gian đó. Cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi: hai người tư thông với nhau trùng trình ở trên mặt biển, lâu lắm mới về đến kinh sư. Hưng Nhượng Vương Quốc Tàng lấy làm ghét lắm, hễ thấy Khắc Trung liền mắng rằng họ tên người này là Trần Khắc Trung, đối với nước nhà có điều không tốt, có lẽ nhà Trần sẽ mất về tay người này chăng. Khắc Trung thường phải sợ mà lánh mặt. Tuy vậy, cũng có một số sử gia đưa ra các lý lẽ khác nhau để minh oan cho công chúa Huyền Trân. Có lẽ thực hư của câu chuyện này ra sao mãi mãi là một ẩn số trong lịch sử Việt Nam. Theo tác giả Hoàng Phương, từ website kiến thức.net.vn, video được thực hiện bởi kênh Bí ẩn sự Việt. Mời quý vị và các bạn nhấn đăng ký để đón xem những câu chuyện tiếp theo.